tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh với vai trò là chủ tịch luân phiên đã chủ trì cuộc họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo Trung tâm Hành động bom mìn khu vực ASEAN AMAC. Các đại biểu đánh giá cao vai trò chủ tịch luân phiên Ban chỉ đạo AMAC của Đại sứ Vũ Quang Minh, đặc biệt với sáng kiến những người bạn của AMAC FOA nhằm nâng cao vai trò và hình ảnh của AMAC, cũng như sự vận động, sự ủng hộ rộng rãi từ các đối tác công tư cho hoạt động của AMAC. Cũng tại phiên họp, Việt Nam đã bàn giao chức chủ tịch luân phiên Ban chỉ đạo AMAC cho Brunei năm 2021. Theo cơ chế AMAC, các bên nhất trí lựa chọn Việt Nam và Campuchia là phó chủ tịch Ban chỉ đạo AMAC năm 2021.